Ok, xin chào toàn thể các bác đã đến với kênh Đất Vườn Lâm Đồng của em nhé. Thì hôm nay em lại có miếng đất này muốn giới thiệu cho các bác. Thì miếng đất này nó ở suối 1, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Thì miếng đất này tổng diện tích của nó là 6 sào rưỡi, sổ sách đầy đủ. Được trồng bơ và cà phê tơ hết rồi các bác nhé. Thì có hơn 40 mét mặt đường. Và đất này, miếng đất này vuông vức và nở hậu nha các bác nhé. Vuông vức và bằng đẹp, có nhà luôn nhé, nhà xây đẹp luôn. Thì miếng đất này có 300 mét thổ cư rồi các bác nhé. Đấy, đây em sẽ quay chi tiết cho các bác xem. Thì các bác cho em xin một nút đăng ký kênh, một nút like để ủng hộ em nhé. Đây miếng đất đây nhá, được trồng bơ này, trồng bơ, trồng cà phê và trồng sầu riêng rồi các bác nhé. Đây, bây giờ em sẽ quay mặt đường cho các bác xem. Thì miếng đất từ mặt đường này ra tới đường bê tông khoảng 500 mét thôi nhá. Đường này rất là lớn, khoảng hơn 4 mét mặt đường nha các bác. Con đường này khoảng rộng khoảng hơn 4 mét. Đây, thì từ đây ra tới trung tâm, ra tới đường bê tông khoảng 500 mét nhá. Ra tới đường nhựa khoảng 1 cây số các bác nhá. Khu vực này người ta buôn bán ở rất là đông. Thì đây. Ở đây đây. Trước mặt tiền nhà này là đường nhựa đấy các bác. Đấy. Ngay ngoài đấy là đường nhựa nhá các bác nhá. Đường nhựa 1 cây số. Đây, đường này xe ô tô vào tận nơi. Đường to rộng. Thì cái con đường này này, dự án sẽ đổ bê tông các bác nhá. Đang có dự án đổ bê tông đấy. Thì mặt đường này từ bụi chuối này chạy tới bụi chuối bên kia nhá. Chạy tới bụi chuối bên kia. Hơn 40 mét mặt đường nhá. Có hơn 40 mét mặt đường. Đất vuông vức bằng đẹp. Phía đây có trụ bê tông người ta mua để sẵn, và góc kia có một đấy, người ta có mua trụ bê tông để rào quanh vườn rồi các bác. Bác về giờ chỉ việc cắm rồi rào quanh vườn đánh dấu chủ quyền đất của mình thôi. Thì sổ sách đầy đủ luôn rồi. Đấy, bờ vè là hàng dâu này các bác nhé. Đấy, chạy xuống khá sâu đấy, phải 150 mét đấy các bác nhá. 150 mét chiều sâu đấy các bác. Đấy, còn hơn 40 mét mặt đường. Ở bên đấy người ta chuẩn bị cắm chung quanh vườn để rào ấy các bác. Các bác mua về là có chủ quyền luôn rồi. Thì đây, miếng đất đây, cà rất là đẹp. Bơ được thu rồi các bác nhá. Cà tơ này, nhà cửa này, nhà cửa điện nước đầy đủ luôn. Ở đây gần trung tâm. Đây, bơ này. Bơ rất là sai trái luôn các bác nhé. Bơ này. Đấy. Đất đẹp. Và rất là bằng nhé các bác nhé. Rất là bằng. Đây có một cái giếng này các bác. Giếng đào này. Nhà cửa đẹp đẽ, khang trang. Mát mẻ chưa? Xung quanh đây là mát mẻ nhé các bác nhé. Phía bên này là của người ta nhé các bác nhé. Phía bên được rào này là của người ta này. À, của mình là hàng rào này, đổ xuống phía dưới sâu khoảng 150 mét các bác nhá. Nở hậu, đất vuông vắng bằng đẹp luôn. Kia có cây sambuche kìa. Đấy, có trái luôn kìa các bác. Rồi các bác nào thích miếng này thì liên hệ em qua số điện thoại 0379590939. Thì cái đường, con đường xuống rẫy này các bác, đường xe máy đi xuống tận nơi được các bác nhá. Này cà rất là đẹp. Sầu riêng đã ra hoa hết rồi các bác nhá. Đây có cây ổi. Sầu riêng nhá. Đấy, nhà cửa đẹp đẽ sạch sẽ được xây kiên cố này. Đấy, các bác thích lô này thì liên hệ em qua số điện thoại 0379590939. Nhà cửa này, điện đóm này. Đấy. Thì mảnh này người ta bán 6 sào rưỡi này, bán với giá là 1 tỷ rưỡi. Còn thương lượng chút ít các bác nhá. Rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nhá.